Chào mừng quý vị các bạn đã đến với chương trình Chat với mẹ bỉm sữa. Hôm nay tôi là MC Thanh Trần và với một người đồng hành quen thuộc của chúng ta đó chính là thạc sĩ tâm lý Tô Nhi. Thế chị... chị mới nghe em Thanh gì nó kỳ kỳ phải không? À, em kéo dài nó ra cho nó có giai điệu chị. Ủa sao vậy chị? Tại không, tại vì đang nghỉ. Và cái chuyện là vừa chuẩn bị ghi hình, cái chị nhận một cái tin nhắn rất là cảm động, rưng rưng nước mắt. Là sao chị? Ủa ai vậy? À, rưng rưng nước mắt là cái cụm từ bạn đó gửi cho chị. Bạn đó là một khán giả nam nha. Bạn đó gửi cho chị cái link chương trình Chat với mẹ bỉm sữa. Và bạn đó nói là bạn đó rất là cảm động mỗi lần coi lại cái số này, bởi vì bạn đó có một vài những cái chi tiết trong cái câu chuyện của cái số đó nó rất là đúng với cuộc đời của bạn đó. Các bạn đó cảm thấy hết sức là xúc động khi được nghe tâm sự của những bà mẹ trong chương trình Chat với mẹ bỉm sữa. Chị biết chị cũng là một phần của chương trình, cái chị cũng cảm động. Ủa em cũng luôn. Chị cũng... biết nè, em đang ganh tị vì không có được nhận tin nhắn. Ủa đâu có, em cũng nhận được tin nhắn mà chị, nhưng mà nội dung tin nhắn của em hơi khác chị một tí xíu. Có nghĩa là một khán giả nữ mẹ bỉm sữa thật sự luôn. Là cũng nhắn... tin cho em là chị ơi, em có coi số Chat với mẹ bỉm sữa của chị, nghe nói chị uống nước lá đinh lăng. Ủa lá đinh lăng là lá gì vậy chị, nấu làm sao? Sao mà khác một chút xíu, cái đó là khác lắm luôn đó. Ủa này cũng là nghe những lời khuyên của em xong rồi bắt đầu chạy vô hỏi em chứ bộ. Nhưng mà không có rưng rưng nước mắt, tôi chỉ thích đạn rưng rưng thôi. Cái này thuộc về ăn ở hay sao, để coi khán giả này của chúng ta như thế nào nha. Dạ xin mời nhân vật của chúng ta ngày hôm nay. Wow. Dạ, chào chị. Em chào chị. Chào Thanh. Mình tên là Trần Nguyễn Kim Nguyên, là mẹ của một bé gái 9 tháng tuổi. Cái câu chuyện khi mà mình phát hiện, biết tin mình có bầu diễn ra như thế nào ạ? Cái câu chuyện này là phải kể đến cái giai đoạn quen nhau á. Thì tại vì... Phải có trước đó, lịch sử vấn đề. Dạ, bởi vì cái việc mà mình mang thai và sinh con á, là trước cái việc mình kết hôn. Cũng là việc hai vợ chồng chủ động. Tại vì trước đó là Nguyên là bị một cái vấn đề, đó là bị về đa nang á. Và được thông báo là khả năng vô sinh cao. Cho nên rất là âu lo, đầy âu lo. Đúng là âu lo, mà cũng nói thật với... ông xã lúc đó là người yêu thôi, là có bầu thì mới cưới nha, còn không có bầu là không có cưới đâu. Thực ra thì một cái thời gian xa xưa lắm rồi thì em có đăng ký tham gia lớp bớt chuyến xe tình yêu. Đúng rồi, chuyến xe lúc đó là đang đi rất là xa và rất là lâu thì em không tham gia được, cho nên là tức quá phải mò ra cái bạn muốn hẹn hò là... đó là một cái group, một cộng đồng rất là lớn. Em lên đó em cũng bắt chước với bạn bè là đăng bài. Rồi em sảy chân vô trong đó. Dạ chắc là ông xã em sảy chân của em. Em lúc đó em đăng một cái bài là chỉ tỉ những cái bạn nào mà yêu mèo và thích bia. Chuẩn này nó yêu không mèo có liên quan. Nó rất khó để liên quan với nhau. Em nhận được rất là nhiều inbox của mấy bạn trai. Anh chỉ thích bia mà anh không yêu mèo. Dạ không, anh thích em mà hai thứ kia anh không thích. Trời thính này nồng độ cao dáng lắm đó nha. Nhưng mà mãi một tháng sau thì chồng em mới lên bút nói chuyện và đòi bắt con mèo của em về. Thì bắt thiệt. Mày bắt bây giờ là làm vợ và có con rồi. Phản ứng của chồng chị lúc đó như thế nào? Thì trước đó mình cũng đã có nhà hàng rồi, cho nên là khi mà mình nói anh là mình có thai thì anh nói là ừ thì cưới. Trong đầu mình vẽ ra một cái cảnh tượng là trời ơi, chồng mình sẽ vui mừng, sẽ ôm mình hay là làm cái gì đó cho mình bất ngờ. Không có, anh chấp nhận một cách rất là bình thường. Cưới cái mình bị hụt hẫng, chị thất vọng cũng hơi có một chút. Lúc đó là thử thai là chỉ có một mình chị thử hay là lúc có chồng chị vậy đó? Có đang ở nhà của ông bà ngoại, trời thử lén luôn á. Trời ơi, ở nhà ông bà ngoại lần đó. Em thường thì em hay mập ốm bất thường á, không nghĩ là em có thai. Xong rồi cái lúc mà em có thai đến được tận 4 tháng em vẫn đang ở nhà ông bà ngoại thì ông bà ngoại mới nói chứ. Ông ngoại em á, bà ngoại lúc đó thì biết rồi, ông ngoại mới nói chứ. Có gái gì mà để cái tướng như có bầu 4 tháng vậy? Em với bà ngoại giật mình hết. Thực ra thì bà ngoại cũng biết em bị bệnh, cho nên là cũng rất là dễ mở. Chấp nhận. Lúc đó là chị có sợ điều tiếng ở bên ngoài không chị? Lúc đó về bên cả hai bên luôn. Tuy là gia đình, cả hai bên gia đình chấp nhận hết, nhưng mà bà con dòng họ này kia không ai biết. Sau khi mình sinh xong rồi thì mới là biết hết. Thôi kệ đi, thấy cái chuyện đó cũng nấu gì đâu. Thực ra dù cho họ có biết tại thời điểm đó thì mình nghĩ khi các bạn đã hoàn toàn chịu được trách nhiệm thì chuyện đó nó quan trọng hơn. Dạ đúng rồi. Trong khoảng thời gian lúc mà không biết có thai, có lỡ làm một cái chuyện gì đó khiến cho cũng như là hối hận. Cảm thấy nó rất là chống chị định với bà bầu nè. Trong cái thời gian có thai là em tổ chức một cái gọi là team building cho cả công ty. Thì
em đi xe rồi em hát hò rồi nhảy nhót tùm lum hết trơn mà không biết mình đang mang thai. Trưa thì uống bia, chiều tối thì uống rượu. Wow. Trời ơi. Bác sĩ nói là nếu mà em mang thai thì khả năng em động thai rất là cao. Thì em đi khám lại thì thai ổn định, may quá không sao. Trời ơi, mừng quá. Mừng húm luôn. Dạ, vậy còn trong quá trình mang thai là cơ thể chị có sự tăng cân hay là thèm ăn những cái món nào đặc biệt không chị? Tại cái việc thèm ăn thì nhớ nhất một cái kỷ niệm là đi ăn với công ty. Công ty thì có hai bà bầu, một bà thì ngén không ăn được gì, còn một bà thì chất cao vậy nè. À, bà chất cao chị là em. Chị là bà chất cao. Thì em từ 58kg ăn lên 75kg. Oh, 58 lên 75kg. Đừng trừ, chỉ biết đó là con số lớn thôi. Dạ. Thì lúc mà lên bàn xanh là 75kg. Em có hốt hoảng không? Dạ, em sợ là tăng cân nhiều quá mà không vào con thì mới bất an. Nhưng mà may mắn là con em cũng to. Dạ. Em thấy lúc mà chị đăng tuyển người yêu thì chị có ghi là điều kiện là phải yêu mèo và thích bia. Vậy thì trong lúc mang bầu mình có còn yêu mèo và thích bia không chị? Yêu mèo thì vẫn yêu, lúc nào cũng yêu hết. Nhưng mà thích bia thì có thích nhưng mà cũng hạn chế. Hạn chế thôi chứ không bỏ hẳn. Không bỏ hẳn luôn á? Dạ. Tại vì có được uống bia không chị? Tại vì em uống cục ít thôi, điều độ, chứ không phải là uống để say xỉn. Dùng một chai bia thì em uống chỉ rót được một ly em uống vậy đó. Thì giống như là mình bị mình uống nước dừa thôi. Mỗi lần nghe là chị uống một mình hay là chị uống với chồng chị 2-3 vô? Cũng có 2-3 vô. Thì mình cũng bày ra vậy đó. Thì mình ăn thì nhiều, uống thì ít. Còn chồng mình thì uống nhiều mà ăn ít. Bù qua sức lại đỡ hao. Lúc mà chị mang bầu vậy, chồng chị á là có ở bên cạnh chăm sóc chị không? Chồng mình ở bên cạnh mình gần như là suốt cái thời gian mình mang thai. Mình như là công chúa vậy á. Nhưng mà chỉ có một điều á là mình muốn là cái thời gian mang thai là chồng phải chiều mình nhiều hơn. Đã như công chúa rồi đó mà vẫn muốn thật nhiều ra, hơn. Thật ra là cái thời gian có hẹn hò của mình á quá ít, cho nên là lúc mà mang thai thì thích đi xem phim, ở nhà buồn lắm. Nên là em muốn đi ra ngoài thì đi ra ngoài chỉ có đi xem phim, đi uống cà phê. Lúc mà em bầu á, em cũng đi coi phim, xong rồi cái mua vé phim kinh dị. Xong cái em chuẩn bị vô, xong rồi cái bắt đầu mẹ em hỏi là hả, mày đang đi đâu vậy? Ờ, đang đi coi phim kinh dị. Mày điên hả? Mày đang có bầu mày coi phim kinh dị làm cái gì? Nó ảnh hưởng tới em bé lắm vậy. Em biết phải không? Mà em thấy sợ quá, em cũng đi ra mà em hỏi nhiều người. Nó là cũng không nên xem phim ma, phim kinh dị trong lúc mang bầu. Bởi vì giữa chúng ta với con chúng ta là có một cái sợi dây liên kết rất là đặc biệt trong thai kỳ mà người ta vẫn chưa có đủ những cái chứng cứ thật sự thuyết phục, nhưng người ta cũng không loại trừ việc là có ảnh hưởng với những cái cảm giác mạnh, với những cái sự tiếp xúc tiêu cực mà bà mẹ tiếp xúc trong lúc mà mình đang mang thai em bé. Thì thôi, tốt nhất thì chúng ta sẽ giảm trừ và chúng ta chọn cái điều tích cực nhất cho con. Chuyển qua cái quá trình mà cái ngày đi sinh thì cái ngày hôm đó nó diễn ra như thế nào hả chị? Cái ngày đi sinh là một cái kỷ niệm rất là đáng nhớ với mình. Bình thường là người ta đau bụng người ta lên sinh, hoặc là người ta vỡ ối người ta đi sinh. Còn mình là đi khám thai rồi nhập viện sinh, bởi vì cái ngày sinh của mình nó cận kề rồi. Có nghĩa là đến ngày dự sinh mà em bé chưa có dấu hiệu gì hết. Đau bụng cũng không, ối rỉ cũng không, nở cũng không. Ở trong bệnh viện 2 ngày vẫn chưa có dấu sinh luôn. Trong cái thời gian mình nằm 2 ngày ở cái phòng chờ á, bụng thì to, bà nào cũng kêu hừ. Cái chồng với mẹ ruột á lâu lâu cứ quay lại hỏi: "Đau bụng chưa con? Đau bụng chưa em?" Mà mình thì hơi hà, tại vì em bé nó to, nó đi xuống mình đau thôi chứ không phải là đau bụng đẻ. Hơi cho tới 2 ngày vẫn chưa có đau. Lúc mà lên băng ca mổ rung mà rung khóc luôn, tại vì trước giờ chưa bị tiêm chích nha, chưa bị truyền nước biển, không có bị mà dạng như để kim ở trong người mà đau ngay ven luôn. Dạ. Đúng rồi, là cái lần mà đi mổ là phải lần đầu tiên bị truyền nước biển mà truyền mấy chai liên tục, mà cái tay sưng lên gấp đôi cái tay bây giờ. Với một cái người mà với trải nghiệm chịu đau nó chưa hề có, và em sinh mổ thì cái đau mổ của cái vết thương đó, quá trình hồi phục đó, nó cản trở em không khi mà con đã chào đời và mình buộc phải chăm con. Thì may mắn là có mẹ ruột em ở bên cạnh với lại chồng em. Thì lúc trong bệnh viện là chồng em lúc nào cũng bệnh viện hết đó. Thì cho nên là em chỉ việc nằm đó và chịu đau thôi. Đau đến nỗi mà không còn rên được, không còn khóc, không còn gì, chỉ biết một bên nắm tay chồng, bên này tự nắm tay mình, nắm xiết rồi mình nước mắt nó cứ rớt, chảy nước mắt sống mà không phải khóc mà đau đau quá chảy nước mắt luôn á. Trời ơi. Chồng kể lại là suốt đêm đó là anh không ngủ được luôn. Lúc mà chăm mình á thì có một bà mà gọi là nghiện, bà mẹ bị nghiện. Thì người mẹ đó chui vào toilet hút thuốc. Thì trong toilet á, chồng mình mắc cười đó, lúc đó là xách tay xách nách mang ba cái bao tay rồi cọ toilet. Cái em hỏi: "Ủa anh làm gì?"
anh đi chà toilet. Chà toilet bệnh viện á. À, sợ sợ cái mùi thuốc nó còn bám lại. Đúng rồi. Sợ mùi thuốc còn bám lại ảnh hưởng tới mấy bà mẹ với lại em bé á. Cho nên là trời ơi, ông chồng bị tức cả. Ông chồng bị tức. Wow. Dạ, thì chị có những cái sản phụ khác có rưng rưng cảm động không em? Người ta mắc cười. Bình thường người ta chỉ kêu là mấy cô lao công vào làm đi. Giờ còn này không có, chồng em tự tay làm luôn. Trời ơi, là chồng chị là tình nguyện là đi chà toilet. Hình như là cái chuyện mà những người đàn ông mà đi chăm bà đẻ khá là ít, là nhường lại cho mẹ ruột của người vợ. Mặt bằng chung là ít và nó có rất nhiều lý do. Cái lý do đầu tiên là bản thân họ chưa được trang bị những cái kỹ năng để có thể chăm một cái sản phụ. Và khi người ta biết rằng đây không phải thế mạnh của mình thì thôi tốt nhất là mình không làm. Cũng có một lý do là do từ các bà vợ, tức là do chúng ta đó. Chúng ta vì một lý do nào đó, vì một cái nhận thức sâu xa nào đó mà mặc nhiên chúng ta cứ chờ đợi là mẹ mình phải là cái người có mặt bên cạnh mình khi mình đi sinh em bé. Có chồng là đương nhiên là rất là muốn, nhưng mà giống như chỉ có chồng đi theo làm kiểng vậy đó. Gọi là cái kỳ vọng của các chị vợ trên việc anh chồng đi chăm đẻ mình là giống như anh đi theo để biết trên đời này em có một ông chồng và hãy đứng đó và nhìn em đâu. Chúng ta không kỳ vọng nhiều về cái sự chăm sóc mà chúng ta hay đặt lên vai của các bà mẹ. Chính tất cả những cái điều này và thêm nhiều lý do, ví dụ như từ trong cái giáo dục gia đình từ nhỏ mà chúng ta nuôi dạy các bé trai á, kết quả đó là mặt bằng chung thì thật sự phải nói rằng là các anh chồng đi chăm vợ sinh mà chăm khéo á, nó không phải là số nhiều. Trong khi đó đáng lý ra một câu chuyện lý tưởng á, thì phải là việc bà vợ sinh con, cái người đỡ đần sang sẻ chăm sóc lúc này là ông chồng, tại là con là của hai người mà. Khi mà chị đẻ bé xong thì có bao giờ mà chị cảm thấy bị stress hay là trầm cảm? Có một lần trong tháng, trong khoảng 3 tháng đầu á, là một lần hai vợ chồng thức nhìn nhau khóc là bởi vì bé nó không chịu ngủ. Mà chồng thì phải đi làm. Có nghĩa là hai vợ chồng nhìn nhau khóc? Dạ đúng rồi. Bất lực quá ngồi nhìn nhau khóc thôi chứ không gì hết. Là cái đó là lần duy nhất trong 3 tháng đầu. Còn về cái khoảng thời gian từ 3 tháng sau đến tận sau này thì mới là cái chuyện để đáng để nói. Có nghĩa là mình có cảm giác như là bây giờ mình không còn là quan trọng nữa. Có nghĩa là bây giờ mình chỉ là người phía sau con mình. Và những cái gì phát sinh trong cái công việc nhà anh không có đỡ đần được cho mình nhiều á. Mà cái kỳ vọng của em thì nó khá cao. Em thích một cái sự lãng mạn, một cái sự quan tâm, một cái sự chăm chút, nhưng mà chồng em thì không biết cách quan tâm, làm cho mình cảm giác hụt hẫng lắm. Em có gợi ý không và em có hướng dẫn anh không, khi mà mình nhận ra là anh muốn quan tâm mà anh không biết cách? Thật ra là em thực hành luôn chứ em không có chia sẻ nữa. Có nghĩa là lúc mà em sinh bé vào tháng 4 thì tháng 5 là sinh nhật anh và em luôn, thì em có đặt hoa gửi lên tặng công ty, tận công ty cho anh luôn. Có nghĩa là em đã thể hiện cho anh thấy rồi thì anh cũng phải làm cái gì đó tương tự cho em. Em chỉ cần là những cái ngày gì quan trọng của hai vợ chồng á thì anh quan tâm em một chút. Cái đó là cái nhu cầu cần thiết của mỗi người phụ nữ thôi. Nhưng mà còn riêng về cái vấn đề như là kinh tế, khi có thêm một thành viên thì cái mức kinh tế nó cũng sẽ khác đi rất là nhiều. Thì trong khoảng thời gian đó là hai anh chị có xoay sở được, có giải quyết được hay không? Cái vấn đề kinh tế đến tận bây giờ nó vẫn là một vấn đề rất là lớn đối với hai vợ chồng. Thì tại vì là hai vợ chồng đều là lao động bậc trung hết. Khi mà có con rồi, tiền để dành trước đó bắt đầu cạn dần. Thì hai vợ chồng bắt đầu cãi nhau về áp lực về chuyện tiền bạc rất là nhiều. Cái việc của em là việc mua sắm, em không thể nào đi ra ngoài thì em phải đặt hàng để gửi về nhà. Thì còn chồng em thì nghĩ là những cái thứ đó không cần thiết, và trong khi là mình muốn những cái thứ tốt nhất cho con mình. Kể cả bản thân mình bây giờ anh không chăm lo được cho em, anh không quan tâm em, anh không chăm sóc cho em như lúc mà mới yêu nhau, thì em sẽ là người tự chăm sóc cho mình, em tự làm đẹp cho mình. Thì cái đó cũng là cái nhu cầu của em, để em tự làm vui bản thân mình và tránh được cái việc mà em quá stress đi. Thì em cũng tự làm việc đó, nhưng mà nhiều khi làm cái hết cạn ngân sách của cái tháng đó là bắt đầu hai vợ chồng lại cãi nhau. Chị ơi, chị có nghĩ là mình có cái cách nào để mà dung hòa cái chuyện về kinh tế á, khi mà hai vợ chồng như là kinh tế cũng eo hẹp mà muốn lo cho con những điều tốt nhất, mình có cái cách nào không chị? Tốt nhất thì phải là tốt nhất trong năng lực. Thực ra cái cụm từ tốt nhất ở đây nó sẽ không có một cái chuẩn chung là tới điểm đó thì nó là sẽ tốt. Đây thực sự là một cái kỹ năng mà các cặp vợ chồng cần phải hình thành trong hôn nhân, đó là kỹ năng quản lý chi tiêu. Tiền không phải là quan trọng nhất, nhưng tiền nó là phương tiện để giúp chúng ta có nhiều thứ trên cuộc đời này. Thế thì nếu như mà chúng ta ráp lại với nhau để thành một cái gia đình và cần chi tiêu cho gia đình đó, chúng ta buộc phải có kế hoạch cân chỉnh trên tổng cái nguồn thu của mình. Và đây phải là một cái con số được công khai để mình có thể gọi là hỗ trợ nhau kiểm soát, bởi vì có thể một trong hai người chưa thực hành được cái việc chi tiêu hợp lý. Và cái thứ hai đó là chúng ta phải có những cái cam kết về các cái khoản chi.
Còn nếu như mà chúng ta không nhận diện được tổng số thu thì chúng ta ngay lập tức bị lạm chi. Và nó không dừng lại ở chuyện tiền bạc, giống như Nguyên hôm nay chia sẻ, nó sẽ là cái câu chuyện dẫn đến những vấn đề khác. Đó là lục đục vợ chồng, quy kết tội cho người còn lại, không hạnh phúc. Hoặc là chúng ta sẽ cảm thấy khó chịu và áp lực hơn trong công việc. Đó bởi vì tiền nó là 1.000 cộng 1.000 bằng 2.000. Em có 5.000, em xài 7.000, ngay lập tức nhìn trước mắt là em bị âm 2.000. Và điều này nó sẽ biến thành áp lực rất là dễ. Em thấy là có nhiều bà mẹ có một cái cách đó là mua đồ thanh lý của những bà mẹ khác. Mua đồ cũ thanh lý của những bà mẹ khác, sau đó mình dùng xong con mình lớn rồi thì mình lại thanh lý cái đồ đó đi, thì mình lại giữ một khoản tiền mua thêm một cái gì đó mới, chứ mình cũng không nhất thiết là phải mua mới hoàn toàn. Chính xác. Ủa, qua vấn đề hơi nhạy cảm tí xíu, đó là chuyện quan hệ vợ chồng. Bây giờ cấu gắt, người gắt gỏng, người khó chịu với nhau rồi đủ thứ như vậy rồi, rồi cái chuyện mà đáng lý ra nó phải diễn ra là nó như thế nào? Em thấy là cái gia đình của em nó bị ngược với gia đình của người ta. Có nghĩa là người ta là sau khi sinh thì vợ không thích làm chuyện đó nữa. Có thể em là có nhu cầu cao, hoặc là chồng em không phải là cái dạng cái người mà ham muốn. Cho nên là cái chuyện đó nó hơi mờ nhạt chút xíu trong cái chuyện vợ chồng. Tụi em thường là ôm nhau ngủ tới sáng. Quen, thói quen vậy luôn hả chị? Đúng rồi. Còn trước đây như thế nào chị? Trước đây là lúc mà quen nhau thì thường xuyên hơn. Là có thể là tuần nào thích thì ngày nào cũng có. Ôi, thật là khỏe mạnh. Thật là khỏe mạnh. Không có, cái đó là chắc là lúc này sau này anh mới giải thích là lúc đó anh bị ép. Sau này anh mới giải thích là lúc đó anh bị ép. Lúc đó mới quen mà, không là giỏi. Chiều người yêu thì phải cháy thôi, chịu thôi. Thế thì bây giờ như diễn biến hiện tại thì các bạn có nói chuyện với nhau để tìm một cái giải pháp trái ngược nó dễ chịu cho cả hai bên không? Em có nói chuyện thẳng thắn với anh. Bây giờ em nói là anh cảm thấy em chưa được ở điểm nào, chưa tốt ở điểm nào thì em sẽ cải thiện. Thì anh nói là anh đi làm mệt, tại vì công việc của anh nhiều khi anh phải chạy xe ngoài đường rồi đau lưng. Về mặc dù anh muốn nhưng anh cũng không có làm được. Đó, cho nên là em cũng thay đổi cái suy nghĩ là em không có đòi hỏi nhiều nữa, có nghĩa là em chấp nhận cái chuyện đó. Hay em nghĩ là do chồng chị sợ chị dính bầu á nên là không dám á chị. Thì em có đi đặt vòng mà em đặt vòng được một tháng thì em phải tháo ra bởi vì em chịu không được. Và như vậy thì cái giải pháp tránh thai của các bạn thì buộc phải là sử dụng những giải pháp khác. Dạ. Mà chồng em không thích dùng bao. Cho nên là vợ chồng em nhận cách tự nhiên. Mà tự nhiên mà để cho thì an toàn thì sai số nó cao quá. Dạ. Đúng không? Tự nhiên mà để cho an toàn thì ít lại. Trời. Và điều đó có thể tạo ra cho anh những cái áp lực và những cái nỗi lo sợ bất an. Dạ đúng. Nên rồi, anh từ chối. Cho đến thời điểm hiện tại thì chồng chị còn cái tật xấu nào khiến cho chị cảm thấy bức bối khó chịu trong lòng? Không, chị lại muốn hỏi khác Thanh. Chị lại muốn hỏi là vì thời gian mình tìm hiểu ít quá đó, thì đến đây bây giờ mình đã phát hiện thêm tật xấu nào của chồng hay chưa? Dạ, phát hiện thêm. Thật ra là lúc mà quen em thì anh cũng đã mê rồi. Anh đã xấu rồi. Cũng không xấu lắm nhưng mà tại mê mê game. Mê gì? Mê chơi game. À, người ta mê chơi game người ta đau khổ, bà bày cho chồng bà mê game. Ủa, sai trái. Mà chơi chung sẽ rất là vui, em nói thiệt. Đó là bà chơi chung, người ta không có chơi chung. Chị tưởng tượng đi, nhà em có một cái võng, hai cái đầu võng thì con nằm bên, cha nằm bên, con ngủ cha cầm máy, con thức cha cũng cầm máy. Lâu lâu liếc con coi con làm gì rồi. Thì sau này thì con lớn hơn một tí thì anh có chơi với con nhiều hơn, chị anh bớt được cái thời gian chơi game nhưng mà vẫn mê game. Ngoài ra thì còn tật xấu nào khác nữa không chị? Có tật là hút thuốc mà nói hoài không được. Ôi, hút thuốc nản ghê, nghe em thấy nản. Bà quay em, người luôn. Trời ơi, em nói thiệt nha, cái đó là em phải gọi là đấu tranh rất là dữ dội chồng em mới bỏ được cái gì. Nó là gọi là dọa hả, bỏ nhà đi, dọa đuổi ra khỏi nhà, dọa đủ thứ trò mới bỏ được đó. Cuối cùng bỏ chưa? Dạ bỏ rồi, mà chuyển sang hút vép. Em nghĩ là nó cũng ok hơn. Dạ. Cái việc ảnh hút thuốc, ảnh biết là cái mùi thuốc như vậy đó, cho nên mới có cái chuyện là ảnh đi chà toilet bệnh viện á. Tôi giật mình. Ôi, cái người đàn ông xí như vậy thì ảnh phải hiểu rất rõ sự ảnh hưởng của ảnh lên cái không gian của gia đình, đúng không em? Thế thì ảnh đã trả lời em như thế nào khi em đề nghị ảnh bỏ thuốc? Ảnh nói là ảnh bỏ không được. Có lần em đổi cái loại thuốc lá cho ảnh luôn, từ cái loại mà nicotine cao á, xong rồi em chuyển sang cái loại mà thấp nicotine dành cho nữ. Em mua một mấy gói về cho ảnh thôi. Anh hút hết rồi cái lại chuyển sang cái gói cũ. Tại vì đồ nó không tới. Thực ra chồng chị cũng đã từng hút thuốc nhưng mà anh bỏ thuốc ngay từ trước đám cưới. Và anh phải thú nhận với chị rằng là lần bỏ thuốc đó là lần bỏ thuốc thứ tư. Và thực ra chị cũng không biết rằng chồng mình là người hút thuốc. Tại vì anh nhận ra được một dấu hiệu là chị là người không thích người khác hút thuốc trong những lần đi chung. Và anh âm thầm anh tự bỏ, anh bỏ dứt luôn.
Đây không phải là một cái ca mang tính đại diện, nhưng mà về quy luật tâm lý thì nó sẽ là như thế này. Dĩ nhiên là chúng ta sẽ rất dễ bị phụ thuộc, đặc biệt là với chất kích thích, bởi vì nó tác động trực tiếp đến não mà. Nhưng mà quan trọng là cái tính, gọi là cái tính động cơ, cái tính chủ đích của cá nhân trong hoạt động. Nếu như mà người ta quan tâm thực sự và người ta đặt ra mục tiêu một cách quyết liệt thì chắc chắn là người ta sẽ thành công. Ở đây có thể sự thành không thành công của chồng Nguyên nằm ở chỗ là ảnh biết hút thuốc là có hại, ảnh biết ảnh mới đi trà toilet chứ, nhưng mà ảnh chưa tìm được cách thay thế. Điều này nó làm cho mình không có dứt ra được cái thói quen cũ và mình cứ như vậy. Đến cái phần bỉm sữa nhắn gửi, không biết chị có muốn nhắn gửi đến ai hay là đến chồng mình? Mời chị. Em chỉ muốn nhắn gửi đến chồng em là em là một con người rất là dễ chiều và rất là thích nghe những cái điều ngọt ngào. Thì em chỉ cần là chồng bớt một cái thời gian chơi game, ít hút thuốc lại, để mà có thời gian chơi với vợ, chơi với con nhiều hơn. Chị nhận ra một điều rất là quan trọng trong câu chuyện của Nguyên ngày hôm nay, đó là có vẻ như là cái thời lượng á, để các bạn có thể có được một cái tình yêu đủ nóng á, nó chưa đủ. Mà các bạn ngay lập tức phải bận bịu với quá nhiều việc. Tuy nhiên như vậy nè, thực ra tình yêu nó vẫn còn đó, nó không mất đi đâu đâu. Hy vọng rằng là với chương trình ngày hôm nay, chồng em có nghe được mẹ bỉm sữa nhắn gửi và sẽ hợp tác để cả hai cùng ngồi lại với nhau, và chúng ta có hẳn hòi những cái quy ước để hâm nóng tình cảm và am hiểu nhau hơn, rồi đồng cảm và bao dung với nhau những buổi cà phê với nhau nè. Em cứ miệt mài em làm mẫu đi. Em làm mẫu lần thứ nhất không thành công không có nghĩa là điều này thất bại. Chứ ít thì cái tình cảm này nó cũng đã được hâm nóng từ một chiều rồi, và chúng ta sẽ đợi chiều còn lại. Còn hơn là em không làm gì thì nó sẽ đứt gánh luôn cả hai chiều. Em hãy cứ gửi link cái chương trình này cho chồng em xem, để anh hiểu rằng là có những cái điều mà thực sự nó là những cái mong muốn rất là thật của mình. Dạ. Dạ, xin cảm ơn những lời chia sẻ của chị Tô Nhi A. Cảm ơn câu chuyện của chị ngày hôm nay. Mong là gia đình của chị sẽ luôn vui vẻ và hòa thuận bên nhau chị nhé. À, chương trình Chat với mẹ bỉm sữa của chúng ta đến đây đã kết thúc rồi. Chương trình được phát sóng vào lúc 15h20 thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7. Có thể xem lại tại kênh YouTube MCV Media hoặc cổng thông tin Love TV. Và chương trình rất luôn chờ đợi sự đăng ký tham gia của quý vị ở fanpage Gia Đình TV. Xin chào và hẹn gặp lại.